từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 5 tháng 10, qua kiểm tra người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại 45 tỉnh, thành phố, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, trong thời gian trên, tại 45 tỉnh, thành phố, 6 tổ công tác của Cục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an kiểm soát hơn 150.000 phương tiện, phát hiện và bàn giao cho công an địa phương xử lý hơn 5.200 trường hợp vi phạm. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn qua xác minh nhanh, ghi nhận 192 người là đảng viên, cán bộ, công chức. Những trường hợp này bên cạnh bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, Cảnh sát Giao thông sẽ gửi thông tin vi phạm về các cơ quan đơn vị để xử lý theo quy định của đảng, pháp luật về công chức viên chức và điều lệ của cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang. Trong quá trình kiểm tra xử lý nồng độ cồn, các tổ công tác đã phát hiện lập biên bản, bàn giao công an địa phương khởi tố 3 vụ đối với 4 đối tượng về hành vi tàn trữ sử dụng chất ma túy trái phép, 3 vụ chống người thi hành công vụ ở Hải Dương, Bắc Giang, Hải Phòng, 2 vụ và 2 đối tượng về hành vi làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức ở Cao Bằng và Thái Nguyên giả danh nhà báo.